Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn của toàn dân tộc, là quãng thời gian để mọi người quây quần sum họp lại bên nhau sau một năm dài làm việc miệt mài vất vả. Đây cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính đối với các bậc gia tiên tiền tổ. Và đặc biệt hơn cả, 3 ngày Tết Nguyên đán còn đánh dấu bước khởi đầu của năm mới Tân Sửu 2021 với biết bao dự định và kế hoạch đang chờ đón trước mắt. Người xưa thường nói rằng, vạn sự khởi đầu nan. Vào ngày Tết âm lịch sắp tới đây, có một số điều kiêng kỵ mà gia chủ cần tuyệt đối tránh xa, kẻo cả năm xui xẻo, tai bay vạ gió, đại họa bất ngờ ập đến. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó, nếu quý vị đang thắc mắc rằng bước sang năm Tân Sửu 2021, làm cách nào để vạn sự hanh thông, tài lộc đầy nhà, gia đạo bình an, câu trả lời sẽ nằm trong sự kiện Chìa khóa cải vận năm 2021 miễn phí của thầy Master Phùng Phương diễn ra vào lúc 19 giờ đến 22 giờ thứ 6 tuần này, tức ngày 22 tháng 1. Để tham gia vào sự kiện duy nhất của thầy trong dịp cuối năm, quý vị hãy truy cập vào đường link bên dưới phần bình luận, nhấn vào nút quan tâm hoặc sẽ tham gia vào trang sự kiện để tìm ra giải pháp cho mình trong năm Tân Sửu 2021 các bạn nhé. Điều kiêng kỵ trong 3 ngày Tết, tuyệt đối cấm làm, kẻo tán gia bại sản, tiền vàng đội nón ra đi. Thứ nhất là kiêng xông nhà khi không hợp tuổi. Một người khách đầu tiên đến chúc Tết gia đình bạn trong năm mới thì người đó chính là người xông nhà hay xông đất cho gia đình bạn. Xông nhà là điều rất quan trọng với mỗi gia đình. Nếu người xông nhà hợp tuổi với gia đình bạn hoặc là người luôn gặp may mắn trong cuộc sống thì gia đình bạn sẽ có được nhiều điều may mắn trong năm mới. Nếu người xông nhà không hợp tuổi hoặc nặng vía thì đem lại rủi ro cho gia đình bạn. Vì vậy bạn hãy cẩn thận khi muốn xông nhà ai đó nhé. Thứ hai, kiêng chúc Tết người đang nằm ngủ. Nếu bạn đến nhà ai ngày Tết thì phải sởi lời mà chúc Tết. Thế nhưng bạn đừng có chúc người còn đang nằm ngủ đấy. Nếu không, lời chúc tốt đẹp của bạn sẽ trở thành lời chù ẻo, muốn cho người ta phải nằm li bì trên giường bệnh. Vì thế, nếu có lòng, bạn phải đợi đến khi người đó ngủ dậy mới nói ra lời chúc với họ. Thứ ba, kiêng ăn dở bỏ thừa, kẻo cả năm mất mùa đói khát. Dù món ăn ngày Tết thế nào, cũng tránh ăn nhè nhà bã bỏ phí, nếu không cả năm sẽ mất mùa đói khát. Đặc biệt tránh để thừa cơm, gạo, khiến sau này lấy phải người chồng hoặc vợ bị dỗ nặng. Tránh chống đũa vào bát gây sự chậm trễ trong công việc, thua lỗ khi buôn bán và nếu làm nghề nấu ăn thì rất ít khách. Để chữa lại việc bỏ dở ăn uống, ở các lần sau người ta thường ăn cam, dưa, xoài, đu đủ. Nhờ có màu đỏ hồng, vị ngọt thơm sẽ mang lại sự may mắn và thành công. Trẻ con thường được khuyên không ăn chân gà, tránh viết chữ xấu như gà bới. Văn phong cầu thả lại hay gây lộn. Thứ tư, kiêng vỗ vai và quàng vai người khác. Hành động thân mật bỗ bã này nếu được bạn thực hiện trong những ngày đầu năm mới thì rất có thể gây ra sự khó chịu, thậm chí phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng khi bị người khác vỗ vai, quàng vai vào dịp Tết, họ sẽ bị xui xẻo, gặp chuyện buồn về tình duyên hay hạnh phúc gia đình. Thật ra, ngay cả trong những ngày bình thường, nhiều người Việt đương đại cũng tránh tối đa việc bị người khác vỗ vai hay quàng vai. Thứ năm, kiêng quét nhà vào ngày mùng 1 Tết. Vào ngày mùng 1 Tết, tuyệt đối không động đến cây chổi, bởi theo quan niệm truyền thống của người Việt, quét dọn nhà cửa trong ngày này là quét hết tài lộc trong năm mới ra khỏi nhà.
bạn hãy tuyệt đối tránh nhé. Thứ 6, kiêng đổ rác ngày mùng 1 Tết. Việc kiêng kỵ đổ rác ngày mùng 1 Tết bắt nguồn từ một câu chuyện kể rằng ngày xưa có một người lái buôn được thủy thần tặng một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ khi có nàng hầu này về nhà, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến một năm, đúng ngày mùng 1 Tết, Như Nguyệt mắc lỗi, bị ông chủ đánh đập mắng nhiếc thậm tệ, nên nàng tủi thân biến vào đống rác. Người lái buôn không biết mang rác đổ đi, từ đấy ông ta trở lại nghèo khó. Đại kỵ thứ 7, không nên cho lửa, cho nước đầu năm. Lửa là một yếu tố trong ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, tương sinh, tương khắc, sinh ra vạn vật. Lửa tượng trưng cho may mắn, vì thế đầu năm mà cho người khác lửa chẳng khác gì cho đi may mắn của mình. Đi đâu vào dịp năm mới, bạn chớ quên mang diêm hoặc bật lửa theo nhé. Cũng như lửa, nước là một yếu tố của ngũ hành tương sinh tương khắc. Nó được coi như những nguồn phát sinh tài lộc. Chẳng thế mà dân gian có câu tiền vào như nước. Trong tâm thức người Việt, hình ảnh nước đầy ấm áp giống như một điểm may hứa hẹn năm mới sẽ dễ làm ăn, sinh sống, cửa nhà mát mẻ. Cho nước đi cũng như cho đi tài lộc của mình. Đại kỵ thứ 8, kiêng đi chúc Tết vào sáng mùng 1. Nếu không được gia chủ mời, người Việt rất ngại đến nhà người khác vào sáng mùng 1. Do ông cha ta quan niệm người sông đất rất quan trọng, có thể đem lại may mắn hoặc rủi ro cho gia chủ trong cả năm. Chính vì sợ không đem lại may mắn, nên người Việt thường chỉ ở nhà thắp hương cúng lễ, sau đó đi chúc Tết cha mẹ, anh em, họ hàng thân thiết gần gũi trong ngày mùng 1 Tết. Điều thứ 9, kiêng bất hòa, cãi vã ngày đầu năm. Vào những ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, gắt gỏng, dù có khó chịu đến thế nào. Trong ngày này, để tránh không khí căng thẳng trong nhà, trẻ con nghịch ngợm, phạm lỗi cũng sẽ dễ dàng được bỏ qua hơn, để giữ cho hòa khí một năm luôn vui vẻ, hòa thuận. 10. Kiêng vay mượn đầu năm. Ngày đầu năm, người Việt rất kiêng kỵ việc vay mượn, đòi nợ và trả nợ. Vì đi vay đầu năm là điểm báo sẽ túng thiếu cả năm. Cho vay đầu năm sẽ khiến tiền bạc phân tán, đòi nợ đầu năm dễ gây mất hòa khí và khiến người đi đòi cả năm sẽ mệt mỏi, chạy theo con nợ. Trả nợ đầu năm chẳng khác gì đem lộc nhà ra khỏi nhà. Xưa kia, ông cha có lệ từ ngày 23 tháng chạp dựng cây nêu đến hết ngày mùng 7 tháng giêng hạ cây nêu. Những món nợ nần không được phép hỏi đến trong ngày Tết, ai ai cũng được yên vui hưởng Tết. Làng xóm không có chuyện to tiếng cãi vã lúc năm hết Tết đến. Quý vị thân mến, theo quan niệm của người Việt, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán không chỉ là ngày khởi đầu của năm mới, mà còn là thời điểm trời đất giao hòa, vạn vật sinh sôi. Ông bà ta cũng thường nói rằng, đầu xuôi đuôi lọt, vậy nên ngày mùng 1 Tết được coi là ngày của những điều mới mẻ, là ngày mà mọi người đặt nhiều hy vọng và gửi gắm ước nguyện cho một năm mới bình an hạnh phúc, cho cuộc sống thuận hòa may mắn. Theo tục lệ dân gian, thì dưới đây là những việc nên làm vào ngày đầu năm mới để cả năm được phát tài phát lộc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Việc thứ nhất là đi lễ chùa đầu năm. Vào ngày mùng 1 Tết, nhiều người Việt chọn đền chùa là điểm xuất hành đầu năm mới. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đi đón giao thừa, ngắm pháo hoa và sau đó di chuyển đến các ngôi chùa để cầu bình an. Đây là nét đẹp trong phong tục đón Tết ở Việt Nam. Ở các nước châu Á,
cũng đón Tết âm lịch như Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản. Người dân cũng có tục lệ lễ chùa đầu năm cầu may mắn. Việc thứ hai là chúc Tết đầu năm. Người Việt cũng quan niệm vào ngày đầu năm mới, nói những lời hay ý đẹp thì cả năm mọi chuyện cũng sẽ được mãn nguyện. Vì thế mọi người cũng dành cho nhau những lời chúc hay và ý nghĩa nhất. Theo tục lệ, con cháu sẽ chúc ông bà, người lớn tuổi sức khỏe dồi dào, người trẻ được chúc giỏi giang thành đạt, và trẻ con được chúc hay ăn chóng lớn. Việc thứ ba, mừng tuổi cho mọi người. Tiền mừng tuổi hay còn gọi là đồng tiền may mắn được đựng trong phong bao màu đỏ, màu tượng trưng cho sự cát tường. Trong phong tục Tết cổ truyền, ngoài dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp, trẻ con và người già thường được mừng tuổi nhiều hơn cả. Việc thứ tư là mặc đồ sặc sỡ. Màu sắc được mọi người ưa chuộng vào dịp Tết là màu đỏ. Đây là màu sắc biểu trưng cho sự may mắn thuận lợi. Người Việt tin rằng mặc quần áo màu đỏ hoặc các màu sặc sỡ khác là một cách để thu hút sự may mắn và năm mới sắp tới sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, vào ngày Tết, mọi người kiêng mặc màu đen và trắng tượng trưng, vì đây là những màu sắc gợi sự tang tóc, điều xui xẻo. Việc thứ năm, ăn những món may mắn ngày Tết. Người Việt thường ăn những món có màu đỏ, hồng vào ngày đầu năm mới với hy vọng cả năm được may mắn, phát tài, phát lộc. Ở miền Bắc, mọi người thường ăn xôi gấc, còn ở miền Nam sẽ ăn canh khổ qua để vượt qua khỏi mọi khó khăn, khổ nạn. Ngoài ra, những loại trái cây có màu sắc đỏ như dưa hấu cũng được coi là món ăn đem lại may mắn vào ngày Tết. Quý vị thân mến, chỉ còn một quãng thời gian ngắn ngủi nữa thôi là chúng ta đã bước qua năm mới Tân Sửu 2021 rồi. Hy vọng những chia sẻ của Phú Quý Tài Lộc trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý bạn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để giữ gìn vượng khí cho cả gia đình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.